quân đội Chad đã tiêu diệt được tên Melkota, tin từ Ndjamena. Quân đội Chad tuyên bố là đã tiêu diệt được tên Mokhtar Belmokhtar, là một thủ lãnh của Al-Qaeda, đã đứng đằng sau cuộc tấn công, cầm giữ con tin tại nhà máy dầu khí In Amenas ở Algeria trong tháng Giêng vừa qua. Tướng Zakaria Koponki đã đọc một bản tuyên bố trên đài truyền hình, nói rằng trong ngày thứ Bảy 22 tháng 3, lúc 12 giờ, quân đội Chad đã hoàn toàn phá hủy một căn cứ chính của loạn quân Hồi giáo và khủng bố ở vùng núi Adra và Ifoukas, gọi là thung lũng Ematate, tiêu diệt được nhiều loạn quân, trong đó có người chỉ huy của chúng là Mokhtar Belmokhtar, tịch thu được 60 chiếc xe còn tốt, nhiều vật liệu chiến tranh, đặc biệt là dụng cụ điện tử. Cuộc hành quân truy lùng loạn quân còn đang tiếp tục. Ngày hôm qua, thì Tổng thống Idriss Deby cũng tuyên bố quân đội Chad đã tiêu diệt được tên Abdelhamid Abu Zayed, được diễn tả là một nhân vật rất tàn bạo, vốn là một tên buôn lậu, đã trở thành dân quân Hồi giáo, đứng đằng sau các vụ bắt cóc trên 20 người Tây Phương trong vùng sa mạc Sahara, thu được hàng chục triệu Mỹ Kim tiền chuộc cho Al-Qaeda, cánh Bắc Phi, thường gọi tắt là AQIM. Chad là một trong nhiều nước Phi Châu đóng góp quân đội để cùng quân đội Pháp tiêu diệt loạn quân Hồi giáo đã chiếm miền Bắc Mali. Trong ngày thứ Sáu, Tổng thống Pháp François Hollande đã tuyên bố rằng cuộc hành quân ở Mali đang bước vào giai đoạn cuối cùng.